Vivi. Dạ mẹ. Nè, con đưa đồ cho chú Hảo giúp mẹ nha. Dạ. Chú Hảo ơi, chú có ở nhà không chú? Chú Hảo. Ôi, ôi, trộm, 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 đứng lại, chú. Đứng lại. Ôi, chú con nè. Ủa? Con. Vivi đó hả? Dạ. Trời ơi, làm chú hết hồn. Con biết sao không? Cái cây sứ mà chú mới trưng trước cửa đã không cánh mà bay rồi. Cây sứ mà cũng trộm được hả chú? Đúng rồi, thiếu điều cái nhà này á, nó đinh được đó, nó đinh đi luôn đó con ơi. Trời ơi, chú sống của mình chú sợ lắm nên chú mới làm gì nè. Mà con qua đây làm chi vậy? Dạ, mẹ con nhờ con đưa bánh cho chú nè. Trời ơi, thấy thương ghê không? Thôi chú cảm ơn mẹ con nha, cảm ơn con luôn. Dạ. Ôi cây ơi, cây ơi đừng bỏ tao đi nữa nha cây ơi. Chú, hay là con sẽ là một thiết bị chống trộm hiện đại hơn nha chú. Cái gì? Thôi chú quen mấy cái thô sơ vậy rồi, mấy cái tào lao dưới dẫn của chú không cần đâu. Hay hơn cái thô sơ này nhiều luôn á chú. Thôi. Con về đi, đừng có lo cho chú làm được, chú tự xây sở được. Tụi con sẽ làm một cái dễ cho chú xài mà. Thiệt không? Dạ. Thôi bỏ đi con ơi. Chú tự lo được mà. Vậy thôi, chị chú con về. Ừ, con về nha. Hy vọng tụi nhỏ nó làm được một cái hệ thống gì đó tốt hơn cái này thì hay biết mày. Chơi tụi con với. Tránh cái động ra. Đi ra. Tự nhiên đẩy tôi. Mọi người, lại là Vivi đây. Ê, vô coi cái này hay lắm nè. Tụi mình có một nhiệm vụ mới nè. Cây sứ trước nhà chú Hảo đã bị trộm khiêng đi mất. Bây giờ mình phải làm một thiết bị chống trộm để giúp bác ấy. Mọi người nghe rõ, trả lời. Rõ. Vivi làm như bạn ấy là đội trưởng không bằng. Hey, Vivi, anh thấy là thiết bị chống trộm của em hay đó. Nhưng mà vấn đề là phải đơn giản. Tại vì chú Hảo không thích đồ công nghệ. Nếu như muốn đơn giản thì chỉ cần nuôi một chú chó là xong. Nhưng mà lỡ trộm khi mất chú chó luôn thì sao? Không được. Phải là thiết bị điện tử. Tại vì tụi mình là biệt đội super thiên về khoa học và công nghệ. Đúng rồi. Yeah, biệt đội super giải cứu nhà chú Hảo. Nhưng mà bây giờ làm sao? À, anh đã có cách.